đấy giờ về chiếc xe đi đấy. Mời các bạn đến với bảo tàng ngoài trời khu du lịch Bạch Đằng Giang. Đây là một hang ngựa và voi. Sao thế? Say quá à? Không say. Đừng đi theo theo lớp nhá. Đừng cho em vào theo đoàn. Đang kim chi ấm lên nó kìa. Xin chào các bạn xe máy nha. Xe máy. Dắt tay nhau đẹp thế này. Cầm tay nhau nhau đi. Đây đi. Thôi kệ nó, đi là đến đâu đến. Đừng bắt nó chạy khó thân đã. Báo bên này, báo rồi. Cứ đi bình tĩnh em ơi, chờ xem nào. Bắt nó chạy khó thân nữa này. Này thời tiết đẹp quá cô nhỉ. Ừ, quá đẹp em. Lần nào đi tham quan, đi trải nghiệm cũng gặp được thời tiết đẹp. Xe máy đây. Các bạn trả lời con xem nào, các bạn xe máy đây. Xe máy nào? Xe 1 à? Xe 10. Xe 20. 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 Rồi, ông Kim có hộ chi nha. Kim. Chi. Kim. Chi. Kim. Chi. Nhìn lên, mong nhìn lên. Rồi, các bạn bật tim cho anh nào, bật tim nào. Bật tim, bật tim. Tốm. Ba kìa. Bật tim nha. Thế này. Rồi, cô nhìn vào đây nha. 2, 3 này, 2, 3. Sao? Anh à? Chào các bạn. Xe máy đây. Chào xe 09. Con Nguyễn và Hạnh gặp nhau tí chụp kiểu kìa. Tranh thủ thôi. Làm cái kỷ niệm đi chị. Tranh thủ thôi, vào đây chị ơi. Đây, thêm huyền à, thêm huyền. Linh à, cầm máy cô. Cô đang quay. Cô quay chậm chậm. Quay. Đây cô chụp. Tâm tới mình Nguyễn kiểu xong rồi tới lại tới. Bảo cô hình chụp cho ba. Đây, cứ phải chụp. Cô bà đi. Bảo Tâm cô đi ông đi. Em mang kinh tiền. Cô lấy rồi. 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 Kính cho bà Tâm. Không muốn đâu. Không kính không muốn. Ô, con đi quay. Tôi đeo kính đấy được. Coi được, con chụp xong đi đã. Quay đi, các chỗ đi ra cho cô ấy dừng ngắm chị ngồi đi ra xe ngồi cọc gỗ kìa, chụp đẹp lắm. Ở đây mà mình xem mình ra kia rồi. Rồi mình ra nữa nào. Ở đây mà tất cả đều ra nữa này mà. Chị thích chụp cái cây hoa lan đâu? Đây mà con ơi.
Sao đi đây kia? Đây em ơi. Còn đi ra hết nơi này mà. Sao Nguyễn lại đi đây kia? Nguyễn ơi. Đang lên nhóm. Em có thích cùng vàng chỗ cây hoa ban này vừa chụp cái ai cọc. Chụp xuống rồi được Ngọc đi. Ngọc ơi, chụp cho cô mấy cô Tâm kiểu ở đây. Trắng ơi, cầm máy hả cô ấy? Cháu cứ quay bình thường này cho mọi người xem thôi. Quay bình thường chậm chậm. Trực tiếp à? Trực tiếp, cô Tâm đang trực tiếp. Cô ấy đang quay chắc phải cô ấy cắt video. Thì bạn đang đi thì bạn ơi. Đây. Cô quay nó chuyên nghiệp cháu. Quay cả các bạn về mọi người xem thôi. Ờ cứ đi. Đấy đúng rồi, hơi bị oách đấy. Vật nhau với quay cho nào. Con đứng sang bên kia xong sờ vào cái nào thôi. Quay về mặt về cho cô Hạnh. Còn như kiểu mình là người khỏe mạnh ấy, mình sẵn sàng chấp quay ấy. Tại vì xuất phát cuối. Xuất phát đây. Thì xe mô tô sẽ vào trước đấy. Mời các bạn đến với đền thờ Đức Vương Ngô Quyền. Sao ra sớm vậy? Đấy, quay đây, cô quay. Chị ơi, chị Minh ơi, mệt không chị? Và ông đã mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử nước nhà. Rồi bây giờ mình tham quan đền Ngô Quyền xong rồi thì mình sẽ di chuyển tham quan đền Lê Đại Hành và Đức
Vương của công thiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Được chưa các bạn? Tất cả các bạn mình giữ trật tự giúp anh ạ. Rồi các bạn mình di chuyển theo anh nhé. Don't make it be boy. Lớp mình á, mình xem mình hay sao? Xe 4 này có mời có tâm ăn không? Trời, ăn đi. Rồi, chị xin, thank you. Đằng đó. Cái này là nhân thịt. Qua này cầm một con, Minh ơi, Minh ơi. Minh ăn không? Minh ăn không? Minh ăn bánh không? Cầm bánh không? Cầm này, cầm này quay, đừng chia tay ạ. Quay bình thường, nó không cần với nhau. Hả? Hả? Thưa anh Minh. Rồi, xin mời ba bạn nữ còn lại của xe số 4. Chúng ta vào xếp hàng cho chú nào. Đi ăn chưa? Không đi ăn chưa thì ở lại đây luôn nha. Rồi, quay xin yêu ơi. Quay xin yêu nha. Camera bất tử. Rồi, các bạn ơi, mình ở bên trái quay, mình cứ chuyển qua bên trái. Đi rồi. Đây đây, quay ở cô Tâm. Đi lại nước này đúng không? Máy của Tâm. Anh em ở nhà màu hôm quá. Có chỗ được tiền mới rồi. Tại cô Tâm. Cô Tâm bảo tao quay hộ. Được 14 phút 56
15 phút rồi. Ok, từ 13 phút. Tiền rồi đâu? Thẻ ở đây. Thẻ tao để trong túi, không mất đây này. Không bao giờ mất được. Thì tao mà quay đấy. Cô tao mà quay. Ừ. Mà lấy điện thoại Samsung. Hiểu sao? Cái không sao đâu. Điện thoại nào chả dùng được. Còn được cái loạt cũng được điện thoại. Hello, how are you? Yeah, what's new con mẹ đâu? À, what's new của chị đâu rồi? Hiểu biết rồi nhỉ? Đi con lên phải làm. Đây là chỗ chú cũ này. Ơ cô Tâm đâu? Cô Tâm đâu? Ủa chỗ này rầm mát vậy. Rầm thì mát. Đây là chú Vay Bất Tử nha các bạn. Xuống đây nhảy, xuống đây quay. Đây nhá. Để cho điện đạo cú chi nhá. Xin cái lối. Cầm mới thi. Điện thoại riêng. Để đang cầm mới thi. Thôi đùa ấy, làm gì có điện thoại. Tao có điện thoại rồi. Tao có điện thoại rồi, điện thoại anh tao cho.